Vâng, cửa hàng ô tô cũ giá rẻ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị nhé. Hôm nay thì em lên sóng gửi đến cho quý vị một cái mẫu xe vừa mới về cửa hàng. Con này là một con xe Hyundai Avante, một trong những mẫu xe phân khúc hạng C các bác nhé. Được sản xuất 2012 với động cơ máy 1.6, một chiếc xe số tự động 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi. Đấy, đeo biển kiểm soát của Hải Phòng 15A04970. Bác nào đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái mẫu xe này, liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0906034285 hoặc 0866010016 nhé. Để sở hữu ngay cho mình một cái mẫu xe phân khúc hạng C, tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Đấy. Thì xin mời các bác cùng em đi vào chi tiết cái mẫu xe này. Trước hết là về phần hệ thống ngoại thất của xe, là một chiếc xe rất là đẹp. Các bác nhìn này, tổng thành sơn si của nó thì sơn si của nó không bàn đúng không nhé. Đấy, rất là đẹp như này. Hệ thống la đăng đúc 4 bánh và hệ thống phanh đĩa 4 bánh đầy đủ. Đấy. Một chiếc xe gia đình sử dụng. Đời 2012 nhé quý vị nhé, đời 2012. Đấy, biển Hải Phòng. Hệ thống cảm biến chống va chạm bằng đuôi xe và có cam lùi đầy đủ hết. Đấy. Xe cam kết cho các bác là không lỗi lầm gì hết nhé, theo chỉ cột kéo sắt xi zin và máy số zin nguyên bản. Đấy, dàn lốp thì mới cả ra. Đây các bác nhìn đi ạ. Đấy, xe quá đẹp luôn các bác nhé. Đời 2012, số tự động. Đây ạ. Đó. Giá thành chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Hơn 200 triệu đồng một chiếc xe Hyundai Avante, một chiếc xe tư nhân gia đình đi. Nội thất của nó là ghế da nguyên bản từ mới đến giờ. Đấy, trần là trần nỉ và có trang bị cửa sổ lóc. Đấy, đây. Đây, các bác nhé. Đấy, đây. Tất cả phần tắp lô tắp ly của xe nhé. Tắp lô tắp ly của xe rất là đẹp như này. Đấy, đây các bác nhìn này ạ. Quá ok luôn, tất cả keo chỉ của nó đều là zin nhé. Đấy, keo chỉ là zin nguyên bản luôn, không có lỗi lầm gì hết. Đấy, đây là có chống chống va chạm này. Đấy. Tất cả cột kéo sắt xi của nó đều là zin nguyên bản. Các bác yên tâm một điều là như vậy. Đây, tất cả cột kéo của nó này. Rồi là chốt cửa của nó còn sáng như thế này. Đây, các bác xem. Đây, cửa đóng rất là êm các bác nhé. Tự nhiên cửa đóng quá là êm luôn. Đây ạ, đây là phần hệ thống táp ly cánh bên ghế lái đằng sau này. Đây, quý vị có thể xem phần táp ly của nó nhé. Đó, táp ly của nó quá ok luôn. Đây, keo chỉ này. Tất cả phần keo chỉ đều zin nguyên bản nhé. Nội thất đằng sau đi ạ. Hơn 200 triệu đồng thôi. Giá quá là rẻ rồi, đúng không ạ? Nói chung là xe thì nói chung là nó có giá cả theo thị trường. Đấy, để mà nói thì 2 năm trước con này nó tầm khoảng 330 cơ. Đấy, bây giờ nó chỉ có tầm khoảng đây, đen đây. Bác chủ xe là thay bộ bác cái đèn, đây là đèn chủ xe độ nhé. Đấy. Và không đăng kiểm được thì bác ấy đã thay một cặp đèn nguyên bản của nó để bác cái thay đèn. Đấy, vẫn còn nguyên đây. Đây là bộ đèn bi này. Đây, tất cả đinh bấm nhà máy này. Đấy, keo chỉ này. Đó, keo chỉ zin nhé. Đó. Cảm biến chống va chạm đây. Quá đẹp luôn các bác ạ, một chiếc xe gia đình sử dụng. Zin nguyên bản toàn bộ luôn, không có lỗi lầm gì hết. Gầm bệ của nó thì quá đẹp luôn các bác. Gầm bệ đây em sẽ quay phần gầm cho các bác xem phần gầm của nó. Gầm của nó rất là sáng nhé. Đó. Các bác nhìn gầm của nó đây. Quá đẹp luôn. Gầm bệ của nó không bàn với chất. Lòng trong đây là sơn nguyên bản của nó này. Đấy, bên ngoài nói chung là cũng sơn lại rồi. Phần ngoài này thì chung là qua thời gian sử dụng màu trắng thì nó lại hay là cái màu rất là hay bị ố nhé, cho nên là nó sơn lại rồi. Đấy. Đấy. Xi nhan trên gương. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2025. Hơn 200 triệu đồng thôi ạ. Bác nào đang có nhu cầu quan tâm sở hữu cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em. Đây, em sẽ nổ máy cho các bác xem phần máy của nó nhé. Máy thì rất là nổ, rất là êm luôn các bác ạ. Máy rất là êm nhé. Hệ thống điều hòa ô tô này. Đây, hệ thống điều hòa tự động đấy ạ. Điều hòa tự động này. Đó, các bác nhìn đi ạ. Một chiếc xe quá đẹp luôn. Với giá trị của xe thì có hơn 200 triệu đồng một chiếc xe số tự động.
5 chỗ đẹp như này, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết nhé các bác nhé. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết, xe không có, không phải làm gì hết. Đấy, cửa sổ lock này. Cửa sổ lock các bác này. Đấy. Đấy, cửa sổ lock này. Đó. Quá đẹp luôn các bác. Bây giờ em sẽ mở máy cho các bác xem cái phần máy của nó nhé. Đây, em sẽ quay phần máy cho các bác xem cái phần máy của nó này. Máy của nó thì nói chung là máy số zin nguyên bản. Vâng, và đây là phần tổng quan khoang động cơ máy của mẫu xe Hyundai Avante đời 2012. Các bác có thể xem phần máy của nó này. Đây, máy số zin thôi nhé, máy rất là êm này. Đây, máy zin từ bắc thành cò luôn, chưa có động chạm gì cả. Quá ok luôn ạ, máy còn rất là êm này. Đây, ốc lắp turbo cũng chưa hạ nhé. Đây các bác, máy quá ngon luôn ạ. Một chiếc xe có cam kết, có bảo hành cho các bác bằng văn bản là không lỗi lầm gì hết. Máy số zin và thân vỏ rìa đều zin. Giá thành tầm khoảng hơn 200 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại 0906034285 hoặc 0866010016 các bác nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại mọi người trong cái mẫu video lần sau ạ.